còn lại lâu nữa. Ngay bây giờ các bạn sẽ được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay, cha đẻ của loạt phim điện ảnh The Child Lật Mặt, đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả, diễn viên, ca sĩ Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Tất cả mọi người rất là nhiều, và ngày hôm nay thì cặp đôi của chúng ta, mọi người ơi, có đẹp không ạ? Và đầu tiên thì xin mời anh Lý Hải và chị Minh Hà xin được chào đến tất cả quý vị ạ. Lý Hải và Minh Hà rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chứng kiến tất cả các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay để cùng với Lý Hải, cùng với ekip đoàn phim tổ chức một buổi showcase để giới thiệu cái bộ phim Lật Mặt phần 7 của Lý Hải sắp tới. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, xin cảm ơn. Cho anh nói thiệt luôn, ngày hôm nay anh thấy khán giả tại phố đi bộ đông cỡ này, anh thấy sao anh Hải? Một điều mà Lý Hải lâu lắm rồi Lê Hải mới có cái cảm giác, một cái cảm xúc như thế này. Hồi xưa thì được đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả thì nó đã quen. Còn lâu lắm rồi Lê Hải không có hát. Bởi vậy khi mà bước ra thấy đông quá, cảm thấy bị ngọt. Ví dụ mà xíu nữa mình chơi game xong này kia, mình kêu Lê Hải hát mấy bài được mọi người? Đúng không ạ? Để xíu vô em gài thử coi anh chịu hát không nha. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Và chị Minh Hà ơi, chị có muốn nói gì với mọi người không? Chị có lời chào đến mọi người nhẹ nhàng nha, xin mời chị. Minh Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả ạ. Vâng ạ. Hôm nay thì tôi nhường lời cho anh Hải thì tại vì Hà sẽ nói rất nhiều trên sóng livestream của CD Tour. Và sắp tới thì Lật Mặt cũng sẽ có một chuyến đi CD Tour rất là dài, và hy vọng là sau buổi showcase này thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở những sự kiện tiếp theo. Ok, mọi người nhé, chúng ta rất là thẹn với chị Hà nhé. Ok, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và mọi người đang rất là chờ đợi sự xuất hiện lần này của Lật Mặt 7, với một cái tên đang khiến cho tất cả mọi người cũng khá là tò mò, Một Điều Ước. Vậy thì với chủ đề này, với bộ phim Lật Mặt lần thứ 7 này, không biết là anh Hải có muốn bật mí nhẹ nhẹ cho tất cả mọi người được biết là anh đang ấp ủ điều gì không ạ? Trong Lật Mặt phần 7 này cũng giống như những phần trước, Lý Hải đầu tư xây dựng bối cảnh rất là nhiều. Và trong lần này cũng như thế, thì sẵn đây Lý Hải xin phép trình làng tất cả quý vị xem thử một cụm bối cảnh chính sẽ nằm ở trong cái Lật Mặt phần 7 này, nằm ở Lạc Dương, Long Lanh, Lâm Đồng. Các bạn xem thử như thế nào ha. Và bây giờ anh sẽ khoe mọi người những hình ảnh của phim trường thực hiện bộ phim Lật Mặt 7 ngay trên màn hình của chúng ta luôn. Và anh nghe nói đó là một địa điểm với một cung đường rất đẹp phải không ạ? Đúng rồi, Lật Mặt trên cái cung đường là phố Hoa và Biển, kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt. Trên cái cung đường đi này rất là đẹp. Lê Hải nghĩ rằng nếu như có dịp, có cơ hội các bạn đến cung đường đó thì các bạn sẽ thấy là rất là tuyệt vời và không uổng phí cái thời gian mà mình đã ra tới ngoài đó. Thì để các bạn xem thử rồi xong xuôi là Lê Hải sẽ nói tiếp theo công bố ha. Là tuyệt vời. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm những cái sự tâm huyết và những cái món quà nào anh muốn gửi đến cho mọi người sau khi mà mọi người đã theo dõi cái đoạn bối cảnh này không ạ? Đầu tiên là cho Lý Hải hỏi một câu là không biết là các bạn có muốn đến thăm phim trường ở trong phim Lật Mặt 7 vừa rồi không ạ? Bây giờ ai rảnh đi là check-in chơi nè. Có không ạ? Bây giờ ai muốn đi bối cảnh của Lật Mặt 7 check-in giơ tay cao lên được không? Giơ tay lên được. Anh ơi, ở dưới đó mình chứa được khoảng bao nhiêu người anh? Ở đó chứa chắc 10.000 người. Trời ơi, có lớp sống rồi đúng không anh? Thôi đi, những cái bối cảnh trước khi mà Lý Hải xây xong, làm phim xong thì mình sẽ tháo dỡ ra và bỏ đi. Nhưng riêng cái phần 7 này Lý Hải giữ toàn bộ nguyên một cái khu xây dựng vừa rồi. Và đặc biệt là có một cái con suối rất đẹp dài 1 cây số chảy dài trên cái bối cảnh. Và hôm nay cũng Lý Hải cũng xin bật mí một điều là
Lý Hải sẽ chính thức mở cửa free, không có thu vé, không có gì hết nha các bạn. Yeah, free mọi người ơi. Mở cửa miễn phí nhưng mà chỉ có 2 ngày thôi. Duy nhất 2 ngày là ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nếu như các bạn nào có thích đến đó check in thử thì Lý Hải sẽ rất là mời các bạn. Rất là chào đón nha các bạn nha. Và quý vị ơi, và lúc đó là Lý Hải cũng như toàn bộ ekip sẽ có mặt ở đó để tiếp đón tất cả quý vị. Đó, đặc biệt là cái vụ đó. Hồi nãy chúng ta thấy là, em thấy là trong quá trình làm phim là em hỏi chị Hà với Hải là mọi người camping, cắm trại ngay tại bờ suối luôn hả? Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, rất là chill nha. Chúng ta dành thời gian trong 2 ngày là ngày 20 và ngày 21. Nếu mà rảnh thì chúng ta ghé đến với Bối Cảnh để mà chơi với mọi người nha. À, nhưng mà sẽ giới hạn thời gian là chỉ có buổi sáng cho tới buổi chiều. Dạ, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều cho mọi người. Chiều thôi ạ. Vâng. Và cái, rồi, cách, cái này rất là quan trọng, đó là cách đi. Khi mà các bạn đã đến cung đường, đã đến Đà Lạt thì các bạn đi đường quốc lộ 27C để xuống Nha Trang. Đó là đường hoa và biển. Cái cung đường rất là đẹp. Đó thì các bạn chạy trên giữa đường, các bạn thấy một cái bếp lửa vừa rồi, nó to đùng luôn, là các bạn biết đó là phim bếp của nhà anh Hải đó. Không phải phim trường studio. Đó thì một là vậy, hai nữa là ngày mai Lý Hải sẽ tạo một cái điểm check in cho các bạn. Các bạn cứ điểm check in vào phim trường, Lý Hải sẽ ra đường đi Lý Hải studio, mong rằng sẽ gặp lại và đón nhận tất cả các bạn có mặt ở đây trong ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này. Cảm ơn các bạn. Vỗ tay quý vị ơi. Vâng ạ, và ngày mai Lý Hải sẽ giúp chúng ta định vị cụ thể Lý Hải Studio để mọi người tìm đường cho dễ nha. Và còn thêm một cái món quà nữa, bất ngờ hơn nữa, nhưng mà lần này giới hạn ngân xíu. Hồi nãy là dành cho tất cả mọi người, còn bây giờ sẽ dành cho 100 vị khách may mắn nhất trong buổi premiere sắp tới, thưa quý vị và các bạn. Đó chính là 100 bạn nào may mắn nhất nè, và chia sẻ được câu chuyện tràn đầy cảm hứng của mình về người mẹ của mình, hoặc là về một câu chuyện nào đó về một người mẹ trên những trang TikTok hoặc là trang Facebook của mình. Và sau đó đừng quên kèm theo hashtag là một điều ước Hồ Chí Minh, viết tắt là HCM nếu như các bạn ở Hồ Chí Minh nhé. Còn nếu như Hà Nội thì các bạn hãy hashtag là Lật Mặt 7 cùng với hashtag một điều ước HN các bạn nhé. Vâng ạ. Và chị Hà ơi, chị có thể chia sẻ là 100 nhân vật đó sẽ nhận được điều gì đặc biệt không ạ? Thật ra đây là lần đầu tiên mà Lật Mặt tặng số vé premiere lớn như vậy. Tại vì thường là premiere là sẽ phải mời những cái khách VIP và những cái diễn viên ở trong phim để cho cái buổi ra mắt phim. Dạ, nhưng rồi. Mà năm nay thì anh Lý Hải rất là muốn dành một cái điều đặc biệt tặng cho tất cả các bạn. Không phải là celeb, không phải là nghệ sĩ, vẫn có cơ hội để đến thảm đỏ, dẫn mẹ đến thảm đỏ, chụp hình với lại toàn bộ ekip Lật Mặt 7. Và Hà là rất là mong muốn được nghe những cái câu chuyện các bạn chia sẻ về gia đình, về mẹ của mình. Bởi vì Hà nghĩ rằng trong cuộc sống này ai cũng có mẹ. Và nếu như mà chúng ta đọc được, nghe được, biết được những câu chuyện truyền cảm hứng từ tất cả mọi người, những câu chuyện mà làm cho chúng ta yêu thương nhau hơn, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta cần lan tỏa điều đó. Chính vì vậy mà Hà và anh Hải đã quyết định tặng 100 vé premiere để dành cho mọi người chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Rất là mong gặp lại mọi người ở premiere nhé. Mọi người ơi, sẵn sàng nhá, mình chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về mẹ của mình. Nhớ nha, trên TikTok hoặc là trên Facebook. Và đừng quên là ngày review của chúng ta đó chính là ngày 24 tháng 4. Vâng ạ, cũng là sinh nhật của em luôn á. Trời ơi. Vâng ạ, ở Hồ Chí Minh là ngày 24 tháng 4, ngay tại Vivo City quận 7 thưa quý vị. Còn Hà Nội thì là vào ngày mấy ạ? Hà Nội là ngày 25 tháng 4 ạ. Ở Rau City, còn 26 thì Lý Hải và ekip sẽ đi cine tour ở Hà Nội. Vâng ạ, mọi người nhớ nha, nốt lịch lại để cùng gặp gỡ đoàn làm phim của Lật Mặt 7. Và ngay bây giờ, trước khi gặp ở buổi premiere, mình gặp trên sân khấu luôn ngay bây giờ được không ạ? Mọi người đang rất chờ đợi khoảnh khắc này rồi phải không nào? Vì vậy ngay bây giờ, Quốc Bảo, anh Lý Hải và chị Minh Hà sẽ nép qua một bên để nhường sân khấu lại cho những nhân vật chính của Lật Mặt 7, một điều ước thưa quý vị. Hãy cùng gặp chúng ta vỗ tay nồng nhiệt nhất để cùng đón chào giàn cát của Lật Mặt 7, một điều ước ngay trên sân khấu.
xin được giới thiệu sự xuất hiện của những diễn viên Trương Minh Cường và bạn Hai Cô, Abby Minh Khuê trong bài Mai. Các bạn bắt được con Nam ra ngoài này. Bọn nó chân rắn là cái miệng ăn mắm mắm muối không ạ? Các bạn cùng với một buổi xuân tranh này ạ. Một cái tay dành cho những viên Trương Minh Cường đi các bạn. Em đi làm cả ngày nha anh Quân. Đứng đó làm vậy? Anh ơi. Và tiếp theo hãy cùng đón chào những viên Đinh Thi Nhung trong bài Ba Lần. Vỗ tay lớn hơn phía dưới. Và cặp đôi tiếp theo sẽ được giới thiệu những viên Văn Ngọc Tuyên trong bài Tư Hậu và Thích Nguyễn trong bài những viên Văn Ngọc Tuyên lần này đồng hành cùng với Thích Nguyễn và họ có cặp đôi tàn phá kèm đôi vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Wow. Ngày hôm nay tính lộn thái quá nha. Tiếp theo hãy cùng đón nhận số tiền của cặp đôi tiếp theo Vi Trâm An trong bài Năm Đảo và Vi Thanh Tuấn trong bài Giang. Và đây là cặp đôi tiếp theo trong một điều ước thành bạc bảy. Rất nhiều cặp đôi xuất hiện trong kịch bản lần này của anh Lý Hải. Và hãy cùng chờ đợi và sẽ mang đến những tình tiết và những câu chuyện như thế nào. Và tiếp theo hãy cùng đón nhận diễn viên Trần Kim Hải trong bài Áo Tâm cùng với diễn viên Lê Thu trong bài Thế Kỷ. Và là một cặp đôi rất thanh xuân, rất đẹp đôi và thời trang cho sân khấu của chúng ta. Và nhân vật chính của chúng ta đó chính là diễn viên Thanh Thi trong bài Bà Hai. Chào quý anh các của lần bậc bảy màu nước gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong buổi đi bộ trong buổi tối ngày hôm nay kỳ. Hôm nào quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc là mình sẽ giao lưu để cho tất cả mọi người sẽ gửi lời chào nhanh đến với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh hãy chuyển mic cho em. Xin chào mọi người. Fan của Tính Nguyễn đâu ạ? Rồi bây giờ mình giới thiệu nhanh tên của mình và tên nhân vật trong phim nào. Xin mời. Trời ơi, quá một tiếng xin chào tất cả mọi người. Dạ, tôi hôm nay may mắn là được tham gia Giang Tư Hậu, một trong những người con của Má Hai ở đây. Hy vọng cuối tháng tư này bà con ra làm ủng hộ tất cả anh em ekip nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin được cảm ơn anh Tư. Dạ, Trương Minh Cường xin gửi lời chào tất cả quý vị ở đây. Lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại. Và lần này sẽ là phim lần bậc 7 và Trương Minh Cường đóng vai Hai Khôn, anh hai trong gia đình. Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh, một cặp với tay được lớn được không ạ? À? Dạ, con xin mời má ạ. À. Xin được gọi là má thì nghe tự già quá già. má tên là Thanh Hiền. Trong lần mặt 7 một điều ước lần này là trong vai bà Hai. Bà Hai là mẹ của 5 người con. Coi như là nhân vật chính của chúng ta đó mọi người. Vỗ tay lớn hơn được không ạ? À? Dạ, con xin cảm ơn má. Rồi, tiếp tục ở bên đây, xin mời Hải. Quý vị khán giả ơi! Cảm ơn mọi người đã yêu thương toàn của lần mặt 6 và đến với lần mặt 7, một đứa lần này Trần Kim Hải vào vai người con út của Má Hai. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất nhiều ạ. Yeah. Trời ơi, Trần Kim Hải ơi, trong phim này vợ của mình rất là xinh nha. Xin mời bạn. Xin được mến chào quý vị khán giả. Em là diễn viên Lê Thu và trong phim lần mặt 7, Lê Thu vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm. Cảm ơn quý vị.
điều ước lần này em đảm nhận vai Nam Thảo và xin mọi người ủng hộ cho Viên vào ngày 26 tháng 4 này tại các cụm rạp nha. Yeah, thank you. Mọi người có nhớ anh An có được mặt 6 không ạ? Này anh An đã quá kiếp rồi, thành anh Văn rồi mọi người ơi. Anh Văn chồng của Nam Thảo, con rể của bà Hai. Hôm nay cái phong thái anh khác hẳn luôn. Dạ. Danny Jones xin chào quý vị khán giả. Và trong lần mặt bản hiện này, Danny Jones sẽ đóng một vai rất là đáng yêu. Chờ đợi ngày 26 tháng 4 để khán giả tò mò nha. Và chồng của Danny Jones là ba dẻo anh Lý Hải. Trời ơi, lớn chuyện à. Mà cái chữ mà chị Danny Jones nói là vai dễ thương, hình như trong mặt kép hay sao á. Nhìn mặt chị như là hơi bí mật chút xíu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa dòng đồng phát tay đặc lớn cho tất cả những nhân vật trên sân khấu được không ạ? Mời mời hỏi giùm con một câu dành tặng cho mọi người một món quà. Ngoại Hiền xin hỏi là bữa nay có fan của Ngoại Hiền không á? Quá trời, có luôn ngoại ơi. Có không à? Ngoại Hiền rất là cảm động. Tưởng đâu là cái fan là chị để dành cho các diễn viên trẻ thôi. Bữa nay Ngoại Hiền rất là vui. Bữa nay câu hỏi Ngoại Hiền đặt đến để cho tụi con trả lời cũng rất là dễ luôn á. Bắt đầu nha. Những bông hoa xuất hiện nhiều ở trong trailer của Lật Mặt 71 điều ước là hoa gì? Dạ, hoa thì do rồi thôi. Áo đen bên đây, áo đen đứng hàng đầu luôn. Xin mời em. Hoa bất tử đó là đấy. Đúng không má? Chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ba lô đến từ Midori. Xin cảm ơn. Trời ơi, quà bị trộm tầm lâm mạng. Xin được chúc mừng các bạn nhận được cho mình một bình nước Andes cùng với bộ phim Lật Mặt 7 à. Chúc mừng bạn. Con xin cảm ơn má. Tập trung. Câu hỏi của tôi rất là khó. Tập trung nha. Nhân vật bà Hai mẹ Tư Hậu trong phim tên gì? Anh Hải kêu bịt mặt ở xa xa. Em ở xa xa, em đeo khẩu trang á. Khoan, chờ anh xí. Đúng rồi, em đeo khẩu trang ren, đúng nhưng rồi mà, nhưng mà cho anh xí cái đi. Hả? Anh ơi mình ổn không? Anh hỏi, trong câu hỏi thì nó có câu trả lời thì sao á? Cái gì mà nhân vật bà Hai tên gì là sao anh? Anh Tuyên ổn không anh Tuyên? Ủa, anh dạ, còn... mình ăn sushi nhiều quá mình bị vậy á. Không có, tại dưới này toàn người nhà, anh không anh muốn tặng quà hả mà. Như vậy hả? Ừ. Chắc chưa? Đúng không mọi người? Hỏi gì hỏi gì hả mọi người? Bịt mặt màu đen, anh hả kêu bịt mặt màu đen. Em bịt mặt màu đen, đúng rồi em đó. Tên gì em nói luôn đi. Nguyễn Thị Hai. Đúng không má, con không nhớ tên má luôn. Trời ơi, không nhớ mình hỏi gì ta. Chính xác rồi em ơi. Đúng rồi em. Chúc mừng ạ, à, bạn nhận về cho mình một ba lô Midori của bộ phim Lật Mặt 7, chúc mừng. Vâng, câu tiếp theo Hải ơi, hỏi luôn đi Hải, chừng kia Hải. Everybody! Yeah. Yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hải hôm nay Hải xin tới 20 phần quà lận. Nhưng mà không được, không cho. Cho nên là cũng có một phần quà nhưng mà Hải chưa biết đó là gì. Câu hỏi Hải muốn dành tặng cho quý vị khán giả là lý do vì sao bà Hai bị mất tích? Lý do bà Hai bị mất tích? Okay. Hãy cho tay cao. Có nhìn thấy một người đây đi, bạn đi. Okay. Anh đang cầm cái thang rằng á hả? Đây anh này, anh người nước ngoài ạ. À, yeah. Thật sự ra là khi mà bà Hải bị mất tích á, là do bà Hải đang ngồi trong một chiếc xe lăn. Trong một cái chiếc xe lăn đó khi mà bị bắt một phát á là té trong suối rồi xong rồi tất cả mọi người là đều tay. Chúng ta đã rất là buồn thật sự luôn. Mình mong chờ cái ngày 26 tháng 4 khi bộ phim ra rạp á sẽ được đón nhận nhiều hơn. Và má ơi, con cảm ơn má rất là nhiều. I love you. Thank you. Xin cảm ơn một khuôn mặt quá là dành cho bạn là một chiếc áo thun đến từ Midori. Chúc mừng. Yeah. Yeah, thank you. Xin được chúc mừng ạ. Một áo thun đến từ Midori cùng với bộ phim Lật Mặt 7. Và bên phải ơi, nãy giờ chưa được hỏi đúng không ạ? Giờ qua đây nha. Giờ mình qua bên phải. Dạ, yeah. Ok. Cả nhà ơi, lên luôn, giúp cô bảo nào. Còn rất là nhiều phần quà nữa, cho nên là quý vị hãy nhanh tay giơ tay lên để giành quyền trả lời để mình nhận quà nhé. Câu hỏi mà Lego muốn đặt cho quý vị là
nếu mà quý vị có xem lý do tại sao nhân vật Sáu Tâm không về chăm mẹ được. Đó, bây giờ em chọn cho anh đi, đâu mé bên đây nè, bên phải nãy giờ chưa được. Nãy giờ mình ở giữa rồi ha, bây giờ mình ưu tiên bên cánh tay phải. Các bạn có thể giơ tay cao lên nữa không ạ? Còn hai bên cánh gà nữa nha, mọi người cứ chọn nha, tất cả mọi người đều có cơ hội nè. Em chọn. Chọn. Một cái bạn nhỏ giơ cái tay lên cầm cái điện thoại. Đúng rồi, màu xanh lá cây đúng không? Đúng rồi. Xin mời bạn. Bạn áo đen đúng rồi. Áo đen đã mắc kính đúng rồi bạn ơi. Chuyển mic cho bạn, chuyển mic cho bạn. Giúp bạn ở hơi xa xa một xíu nha. Vâng ạ, bạn trả lời to lên nè. Cái gì mang bầu, tôi nghe mang bầu đó. Này vợ của anh Sáu Tâm mang bầu. Vợ mang bầu đúng không ạ? Chính xác, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ví Midori cùng một phim Lật Mặt 7. Và bây giờ, trong anh, Kim Anh hỏi câu tiếp theo nào? Em thích khu vực nào? Bên phải là bên cánh gà. Nãy giờ mọi người. Và bên phải nữa. Qua bên trái đi em. Đúng rồi. Là fan cứng của Lật Mặt nè. Kể chính xác 6 phần. Em chọn anh áo xanh mà áo xanh xa. Anh xanh, anh mặc áo xanh. Dạ đúng anh rồi. Anh có đang phải bận đi chạy xe không ạ? Dạ. Anh đúng rồi, vâng anh. Anh có thể trả lời lớn lên được không ạ? Dạ. Không, 6 phần là anh trả lời lớn, không nghe hết đâu em. Chuyện mất đi em ơi. Đúng rồi. 6 bộ phim đã theo dõi. Và nhất, Cần Thơ. Alo. Dạ, tên của ví dụ như là Mặt 7 là một điều ước. Dạ, còn 6 phần kia là tên gì ạ? Dạ. Thương nặng quá. Dạ. Anh chạy xe cả ngày, anh coi phim mà không nhớ tên lắm. Vậy chắc em xin mời một cánh tay khác nha mọi người. Bên này nhiều lắm, bên này fan cứng nhiều lắm nè. Rồi bây giờ mình bỏ tay xuống 3, 2, 1. Bên này fan cứng nhiều lắm nè. Mình bỏ xuống, mình 3, 2, 1 giơ lên nha. Để xuống nào, 1, 2, 3 giơ lại nè. Để xuống. Rồi. Em chọn đi, Bên này sơn quá, cái xóm này sơn quá nè. Áo trắng, đúng rồi, áo trắng. Xin mời em. Để 6 phần nha. 6 phần rồi nha. Lật Mặt, phim giường, ba chị Huyết, nhà cô Thám, 48 giờ, tấm vé định mệnh. Chúc mừng. Và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình phần bộ kem chống nắng đến từ thương hiệu IG. Cảm ơn em. Rồi bây giờ anh Thanh Đức lựa chọn giúp em một câu hỏi để gửi tặng cho mọi người quà nào. Mọi người ơi, mọi người muốn nhận quà từ anh An có được mặt sao không? Thế anh An đi xa lắm nha. Vậy có muốn nhận quà của anh Danh được mặt 7 không? Câu hỏi đó chính là bối cảnh chính của Lực Mặt 7 nằm ở đâu? Cứ hỏi như vậy thôi. Mời anh chọn. Anh thấy bên ngoài gì ở ngoài đường nãy giờ nha. Rồi ngoài đường chưa có. Mời bạn áo thun màu hồng sọc đó. Bạn nữ. Đó, màu hồng, cắm sen. Hồng phấn, đúng rồi. Đúng rồi. Hỏi cảnh chiếc là bà 7 nằm ở đâu? Ở đâu hả? To lên em ơi. Cái gì em? Nói to lên. Đâu mà? Chưa chính xác cái tên cụ thể. Cụ thể chính xác hơn. Đà Lạt Lâm Đồng hả? Chưa luôn, cái tên chưa của Đà Lạt là gì? Đà Lạt Lâm Đồng, phòng chung chung quá. Rồi. Mất quyền. Cái gì mà người yêu mới cho mọi người nhận? Bán được rồi, không được nữa đâu. Ở đằng xa được ok, còn cơ tạm mà cầm cái hộ hũ bằng nữ ở dưới đó được không? Do nóng nè.
Ok, bạn nói bằng chức nông, bằng cao, bằng xanh lá gì hả? Hồng xanh dạ quang, xin mời bạn. Lâm Đồng. Lạc Dương Lâm Đồng. Lạc Dương Lâm Đồng, chính xác ạ. Muốn tên cụ thể của cái hàng tên gì? Vật thiếu. Quan trọng nhất là cái tên làng, làng tên đó là làng gì? Tên để lần này chúng ta sẽ lên tham quan tại trang đường. Làng Rông Lá. Làng Rông Lá. Cái gì? Lông lá gì? Cái lông lá? Lông lá nè. Lông lá, lông lá cái gì em nghe cái gì? Lông lá kìa. Rồi, của bạn nữ ở giữa đó kìa, bạn áo đen. Áo đen, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bạn. Rồi, trả lời đi anh, đúng rồi. Đến đi, trả lời liền luôn. Từ Lông, từ lên Lâm Đồng. Không phải. Lông Đồng, chính xác rồi này. Lông lá, đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn câu hỏi cái cồng kềnh đến từ Thanh Thức. Quá đổi. Vâng ạ, à, chúc mừng bạn đã nhận mời cho mình một chiếc áo tùng đến từ Midori. Vâng ạ, à, xin mời chị Đinh Yêu Mạc. Quý vị khán giả ơi, và đây là câu hỏi cuối cùng cũng rất là dễ luôn. Sau khi mọi người coi trailer Lật Mặt 7 rồi, mọi người cho Nhung và cái gì ekip và team cảm nghĩ như thế nào? Còn anh lên lên trên rồi, anh lên lên đầu bạn, anh luôn chồng. Trời ơi. Mời bạn, trời ơi, cái gì leo quá leo rồi. Áo màu đỏ. Bế nhau đi chồng bà luôn. Mời bạn lên sân khấu luôn. Mong bạn, vì anh động, leo lên đầu bạn mình. Chúc mừng bạn đã nhận được một suất may mắn trả lời khi đứng bên cạnh các diễn viên của chúng ta. Trời ơi, mang dép nhìn cưng ghê không? Cái gì đâu, hơi nó mà còn xà lỏng á. Xin mời em. Không có gì đâu, hết bé từ từ thôi. Dạ, cảm nghĩ của em xem được cái trailer phần 7 của Lật Mặt. Không có xỉu nè, không có xỉu nè. Của người ta Lật Mặt phần 7. Anh nhớ gì đó được rồi. Lật Mặt phần 7 một điều ước. Thì anh thấy không? Chú Hải có đầu tư. Vào cái bối cảnh và Thở quá vỗ tay quý vị ơi. Có đầu tư vào cái bối cảnh và nhận tâm nhiệt tình là một người đạo diễn. Và anh thấy em khá đầu tư cho tôi cả đời không? Coi xong cho lên cảm xúc sao? Thấy sao nói vậy? Công tao em đang bị nổi cảm. Ý nghĩa là những là người mẹ. Không quá, em không có tạo. Có nhớ mẹ không? Có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ, nhớ mẹ. Và em không có gì không thì mấy ngày 26 tháng 4 em sẽ ra ủng hộ đạo diễn chú Lý Hải và toàn bộ ekip. Rồi, cảm ơn nha, nhớ dẫn mẹ đi nha. Ok, thank you, vỗ tay nữa mà. Quá dễ thương nha. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo tùng đến từ Quebec cùng bộ phim Lật Mặt 7. Trời ơi, bé luôn. Bạn bây giờ còn rung không? Rung thầy cứu mọi người. Thôi, cảm ơn em rất là nhiều. Mình đã bắt tay dành cho bạn đứng trên sân khấu và đứng bên cạnh Lý Hải và dàn cast nữa thì chắc chắn là phải rung rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúc mừng mọi người, chúng ta vẫn còn những chiếc xe máy, những chiếc xe điện, xe đạp đằng sau nữa. Vì vậy mọi người ơi, chờ nha, chúng ta còn rất nhiều quà nữa. Và bây giờ, trước khi chia tay với dàn cast trên sân khấu thì chúng ta chụp chung một tấm ảnh lưu niệm được không ạ? Ok, xin mời dàn cast của Lật Mặt 7 một điều ước sẽ quay ngược lại để chụp hình chung với tất cả mọi người. Cho Lý Hải chụp chung tấm hình làm kỷ niệm nha. Không biết khi nào có cơ hội nha. Rồi. Alo, từ từ á. Nhờ tất cả mọi người vô số 7 lên nha, Lật Mặt 7 nha. Được chưa các bạn, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, vô.
Một cái nữa nè, một cái nữa nè. Rồi, anh yêu lên đi. Gần hơn với mọi người nào. Ok. Số 7 nha. Xuống một bước nữa để mình thông cho khán giả nè. Rồi, số 7 nha, biểu số 7 nha, 7 ngón tay nha, 7 ngón tay nha. Rồi, chuẩn bị. Mọi người ơi, mình sẽ có một cái khẩu hiệu chung với nhau. 1, 2, 3, lật mặt 7, một điều ước, yeah nha mọi người. Ok. 1, 2, 3, lật mặt 7, một điều ước, yeah. Tuyệt vời. Yeah, 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 thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau ra rạp rồi sớm để gặp gỡ những nhân vật của lớp 7 màu nữa trong phim quý vị nha.